Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trước mặt các bạn đó chính là một chiếc camera hành trình Full HD 4K. Chiếc camera này thì mình đặt mua trên Tiki và mình đã sử dụng được một thời gian khá là lâu. Và trong video lần này thì mình sẽ làm một cái video đánh giá cũng như là cái chỗ nào mà mình thấy hài lòng và chỗ nào mà mình chưa thấy hài lòng. Và trước tiên á, cái phần mình sẽ nói về phần hài lòng. Phần hài lòng về chiếc camera hành trình này thì mình thấy là về phần chất lượng hình ảnh thì mình thấy rất là ok. Và tiếp theo đó chính là cái phần vấn đề về phần phụ kiện. Về phụ kiện thì cũng khá là đầy đủ. Mình có thể gắn được nhiều kiểu khác nhau trên cái nón bảo hiểm hoặc là trên cái chiếc xe. Rồi và tiếp theo là có cái chiếc hộp để chống nước nữa. Mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây chính là cái hộp chống nước của chiếc camera này. Chiếc hộp chống nước này thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm khi mà gặp trời mưa hoặc là chúng ta quay dưới nước, thì cái vấn đề mà thấm nước hay là này kia thì các bạn yên tâm nhé. Và cái phần tiếp theo là cái phần về sử dụng ở đây thì nó khá là đơn giản luôn, nó nhanh hiểu. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta thấy là nút nguồn thì chúng ta chỉ cần giữ 3 giây là nó sẽ lên nguồn ngay. Và những nút ở trên đây thì nó có những chức năng khác nhau, đó phần cài đặt, còn phần chụp hình rồi thay đổi chất lượng hình ảnh, phần cài đặt ở đây là đều có hết. Và đặc biệt thì ở trong này chỉ có tiếng Anh với lại tiếng một tiếng số số tiếng khác mình không nhớ nữa, mình nhớ tiếng Anh đó. Và phần tiếp theo đó chính là phần mà chưa hài lòng với cái chiếc camera này. Phần mà chưa hài lòng thì mình thấy là phần pin của nó thì rất là nhỏ. Và cái thời gian sử dụng của chiếc camera này thì chỉ tầm đó đó cần 1 tiếng đồng hồ thôi. Và khi thì sử dụng một thời gian lâu rồi thì cái tuổi thọ của pin nó giảm á, thì mình quay mình ghi trên hành trình mình đi thì cũng không có tới 1 tiếng nữa đó. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cách để giải quyết, ra có thể là mua pin cái pin của nó. Và vâng, và đó chính là cái phần đánh giá của mình về phần hài lòng và phần chưa hài lòng đó. Và mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của mình nha. Các bạn đừng quên cho mình một like cũng như là một lượt subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.